を知るほどに譲れない思いが己を強くする無限に、ここまでがむしゃらに集めた希望から勇気がみなぎった。もう迷わない、誰も傷つけない理想の世界へ、馬鹿にされたって進むだけさ、守りたい祈り優しい主人様。おいお前、邪魔だ。アレス、行くぞ。私のことがバレてしまうと何度も言ったはずです。下がりなさい。成長する力、xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Gà Cầu Thủ Family. Và đây là kênh YouTube mới của mình, hy vọng rằng các bạn có thể yêu thương và che chở cho kênh YouTube Gà Cầu Thủ Family. Bởi vì hiện tại đây là kênh YouTube đang có rất là ít sub. Ngay bây giờ các bạn nhớ cho mình xin một nút like và đặc biệt nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube mới của mình nha. Ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo đấy. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Đó, các bạn bỏ ra tầm 3 giây thôi. 3, 2, 1, các bạn đã ấn đăng ký kênh chưa? Ơ kìa, mình thấy qua em rồi có chat skin thứ nguyên như CC. Ủa, what? Sao chưa gì đầu game đáng ra phải trầm trồ với cái biệt đội thứ nguyên vệ thần như thế này mà không thể tin nổi Enzo làm ngay một quả cầu mà mình tụt mốt luôn các bạn ạ. Mình tụt cảm xúc luôn. Buồn như cái con chuồn chuồn đấy các bạn. Để mà sở hữu được những cái bộ trang phục thứ nguyên vệ thần không phải là phải chúng ta phải bỏ ra ít quân uy đâu, mà chúng ta phải bỏ ra một cái giá rất là khét đấy. Thế mà bây giờ lại còn chê cái bộ trang phục thứ nguyên vệ thần. Thật ra thì đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân thôi, nhưng mà chê nguyên cả team thứ nguyên vệ thần như thế này là không được rồi. Thật sự là không được, bởi vì hầu hết đa số là các bạn sẽ khen biệt đội thứ nguyên vệ thần nhiều hơn. Nào, à có đi đắc này, đi đắc lên rất cao luôn, thịt luôn đi đắc chứ còn sống làm sao được bạn ơi. Về làm sao được, Nacrot tới hỗ trợ rất kịp thời. Đó, 2-1 là không chột cũng què nha. Xin mạng đầu tiên, một mạng rất đơn giản. Trước đó thì mình cũng đã đưa đến cho mọi người về biệt đội thứ nguyên vệ thần rồi, nhưng mà căn bản là ngày hôm nay trở lại với biệt đội thứ nguyên vệ thần bởi vì nó có cái bản đồ mới nha. Bản đồ mới ở đây là bản đồ Tết các bạn ạ, hiện tại vẫn còn cái giao diện Tết. Thế nên là cái biệt đội thứ nguyên vệ thần nó cũng sẽ đặc biệt hơn khá nhiều. Lên được level 4 rồi đây này. Khi mà lên được level 4 thì mình sẽ có thể đánh được một cách khổ báo nha. À, Nacrot tìm địch này, úi ôi, Nacrot tìm địch đang phải bỏ chạy. Ôi trời, đông quá các bạn ơi, càng đông càng vui. Càng đông càng vui, Vera có chút máu. Vera này bốc hơi, có được mạng thứ hai. Xin phép mọi người, đây chỉ là một trận đấu thường mà thôi nha. Bởi vì lý do mình sợ đấu danh thì sẽ bị cấm mất tướng hoặc là team địch tích mất tướng. Vậy đây là sẽ không hoàn thiện được biệt đội thứ nguyên vệ thần. Đấy là lý do tại vì sao mình xin phép mọi người, đây chỉ một trận đấu thường mà thôi. Chủ yếu là đem đến review cho tất cả các bạn về biệt đội thứ nguyên vệ thần và xem phản ứng của team địch ra sao. Sợ quá cơ, mình mua hết sạch mana các bạn ạ. Trận đấu này là thay đổi toàn map rồi, thay đổi toàn map. Ở đây thì chúng ta sẽ có thể nhìn thấy là tính năng đặc biệt của 5 bộ trang phục. Hiện tại liên quân của chúng ta có 5 bộ trang phục thứ nguyên vệ thần, và trong năm 2024 này chúng ta sẽ đón nhận thêm một bộ trang phục thứ nguyên vệ thần nữa. Và chưa biết ai sẽ là người may mắn sở hữu cái bộ trang phục thứ nguyên vệ thần đâu các bạn ạ. Mình đang thấy là team thứ nguyên vệ thần đang rất đẹp rồi, khi mà có đủ 5 trang phục rồi mà ra mắt thêm cái trang phục thứ 6 nữa, thực sự là hơi bị nhiều. Đấy, ý kiến cá nhân của mình là như vậy nha. Nào, tiếp tục là xử lý Vera. Vera bốc hơi.
Đó, cứ bắt lẻ như vậy thôi, Nacross tiên địch bỏ chạy, chạy nhanh dã man, đúng là chùm vượt già trộm chó có khác, chạy cực kỳ nhanh. Đấy, theo như thông tin thì năm 2024 chúng ta sẽ đón nhận thêm một bộ trang phục thứ nguyên vệ thần nữa. Vậy tại là chưa biết vị tướng nào sẽ sở hữu thứ nguyên vệ thần nữa đâu. Thế nên là chúng ta sẽ cùng chờ đợi nha. Bản thân của mình thì mình thích 5 bộ trang phục hơn, chứ còn ra mắt thêm bộ trang phục thứ 6 sau này mình làm biệt đội thì cũng hơi bị khó. Ủa, Laurel tên quen dậy. Ui, Didac biết mình hay sao á? Ê khoan, chết rồi, bị nhận ra rồi các bạn ơi. Chết rồi, bị nhận ra rồi. Nào bây giờ mình sẽ thử đối đầu với Enzo nha. Enzo này, Enzo còn chút máu mà thôi. Ôi toàn rồi. Mình chủ quan quá, bị Enzo nó lật cho một phát vào trong trụ, quá chủ quan. Didac có biết mình các bạn ạ? Didac có biết mình đây này. Xin chào bạn Didac nha. Ủa gà lắm em ơi. Mình có nhận mình đánh hay đâu Enzo. Mình không nhận mình đánh hay. Mình làm clip làm sao mình đưa đến cho các bạn khán giả những cái phút giây giải trí thôi, chứ còn mình không nhận đánh hay. Nếu như mà các bạn muốn xem kênh YouTube đánh hay thì các bạn có thể xem những kênh YouTube kiểu One Charm hay kiểu như là leo danh thách đấu các kiểu con đà điểu. Chứ mình là mình làm biệt đội, mình làm clip review trang phục, review sự kiện, rồi huy toảng leo danh đối với các vị tướng thôi. Chứ hiện tại là mình không phải là người đánh hay. Nên đừng có chê mình gà là đúng là sự thật đấy. Đồng quá, sai lầm rồi. Sai lầm của tuổi trẻ rồi, bây giờ mình còn đúng một chút máu thế này đánh đấm cái gì. Hồi toàn. Ồ báo quá mà. Bây giờ mình sẽ trình bày cho người về biệt đội thứ nguyên vệ thần chúng ta sẽ có những tính năng gì nhá. Đối với biệt đội thứ nguyên vệ thần, tính năng đặc biệt, ví dụ như hiện tại mình đang trải nghiệm Laurel thứ nguyên vệ thần, tính năng đặc biệt sẽ là thay đổi nhà chính của bên xanh và bên đỏ. Ari thứ nguyên vệ thần sẽ thay đổi ba cái con linh bé đầu trận đấu nha mọi người. Thì ba cái con linh bé sẽ mặc cái bộ trang phục hầu gái. Đó. Violet thứ nguyên vệ thần sẽ thay đổi về trụ. Đó, các bạn quan sát qua là trụ là có sự thay đổi nha. Có biểu tượng của Violet đứng ở trụ đấy. Đó. Như là một bức tượng của Violet luôn các bạn ạ. Ngoài ra chúng ta có Necros thứ nguyên vệ thần thay đổi về bùa xanh và bùa đỏ nha. Không chỉ thấy Temnet thứ nguyên vệ thần lại thay đổi về ngoại hình của con xe pháo và lính cầm chùy. Đấy là về tính năng đặc biệt của năm bộ trang phục thứ nguyên vệ thần. Khi mà biệt đội thứ nguyên vệ thần xuất hiện thôi là bản đồ của Liên Quân thay đổi hoàn toàn rồi. Nó không còn như cũ nữa các bạn ạ, thay đổi hoàn toàn luôn. Bởi vì là thay đổi bùa xanh, bùa đỏ, thay đổi về trụ, thay đổi về lính. Sau này mình sợ là thứ nguyên vệ thần trang phục thứ 6 ấy là sẽ thay đổi về Zeta. Nào, hàng là đây chứ đâu. Úi giời, kịp vét luôn ạ. Mình nghĩ là cái bộ trang phục thứ nguyên vệ thần thứ 6 sẽ là biến đổi ngoại hình của Zeta và rồng. Nếu như mà anh chàng nào đó có bộ trang phục thứ nguyên vệ thần thì quá tuyệt vời các bạn ạ. Anh chàng nào đó mà có thứ nguyên vệ thần thì thật sự là quá tuyệt vời luôn. Không có đâu. Mà mình nói đến anh chàng nào đó thì chắc chắn các bạn cũng đã biết rồi. Đấy là chùm cuối đấy. Thật ra thì mình chưa muốn thể hiện một cái tính năng đặc biệt của Laurel thứ nguyên vệ thần cho trận đấu ngày hôm nay đâu. Laurel có hai tính năng đặc biệt đấy. Các bạn chưa biết được đâu. Mà thật ra nếu như các bạn biết thì nhiều khi ấy, các bạn cũng không trình bày để nhiều, các bạn không chia sẻ cái mà các bạn biết cho nhiều người khác. Thì mình sẽ trình bày luôn nhé. Ngoài tính năng đặc biệt của Laurel thứ nguyên vệ thần là thay đổi về nhà chính, Laurel thứ nguyên vệ thần còn có một tính năng đặc biệt nữa. Đó chính là có thể làm lag được cả bản đồ, lag được cả team địch, lag được cả team mình. Thế mà ảo ma Canada và tính năng đặc biệt này làm lag kiểu gì? Các bạn nếu như mà sở hữu cái bộ trang phục Laurel thứ nguyên vệ thần, các bạn thử vào game, các bạn ấn biến về liên tục cho mình. Các bạn thử ấn biến về liên tục cho mình, rơi khoảng tầm 20 giây xem là kiểu gì bên kia. Nếu như máy yếu thì kiểu gì cũng sẽ có người bị thoát trận, sẽ bị out trận, hoặc là team mình cũng sẽ có người bị out trận nha. Đó, tính năng đặc biệt của Laurel thứ nguyên vệ thần là như vậy đấy. Kể cả máy yếu, kể cả máy khỏe đi chăng nữa, kể cả máy chuyên chơi game đi chăng nữa thì auto sẽ bị lag. Không phải là nói là máy yếu mới bị lag đâu, mà máy khỏe cũng sẽ bị lag. Nếu như mà Laurel thứ nguyên vệ thần đứng biến về 10 cho đến 20 giây, biến về liên tục. Các bạn thử xem. Cái này thật ra thì mình nói các bạn thử thôi, chứ còn các bạn thử nhiều quá khéo ảnh hưởng đến chất lượng của những trận đấu nha. Đấy là tính năng đặc biệt của Laurel thứ nguyên vệ thần mà từ trước tới nay nhiều bạn thì chưa biết. Nào, bây giờ mình bay hẳn trong trụ luôn. Bay tiếp này, đi đắc là còn chút máu. Thôi mình còn chút máu. Úi giời, không chết được. Đi đắc nộp mạng đi. Đó, có mạng hỗ trợ luôn. Đấy, cứ biến về thôi. Biến về theo hình thức là nháy đèn nha mọi người nhé, chứ không phải biến về như thế này. Sau đó chúng ta ấn biến về tiếp đâu. Có nghĩa là
ấn biến về liên tục ở đây là chúng ta nháy đèn biến về, có nghĩa là ấn biến về, biến về, biến về, biến về, ấn liên tục là kiểu gì sẽ cả bản đồ bị lag. Mà cả bản đồ bị lag đối với máy yếu sẽ bị out game luôn, còn máy khỏe thì cũng sẽ bị lag. Tính năng đặc biệt của lao đeo thứ nguyên vậy thật là như vậy đấy. Hai tính năng đặc biệt đó, búp ngầm là như vậy nha, búp này hơi lỗi các bạn ạ. Bởi vì là không chỉ team địch lag đâu, kể cả team mình cũng bị lag luôn. Nào thịt luôn Nacros nha, này thì múa này, này thì chạy này, úi trời ơi, hên quá, 6 mạng rồi. Bây giờ mình cũng được 6 mạng rồi, khổ quá, vừa mới lên xong bây giờ lại phải biến về. Lý do yếu máu rồi, mà ngoài ra thì trong rừng bên bùa đỏ không có quái rừng để mình farm. Các bạn nhớ xem clip và nhớ cho mình xin một nút đăng ký kênh nha. À các bạn có thể kéo xuống phần comment thì mình có tặng quà cho mọi người đấy. Nhanh tay thì nhận được quà nha mọi người, mình để lại dưới phần comment. Quà là gì thì các bạn ấn xuống comment là các bạn sẽ biết thôi. Để xem nào. Ô kìa, có người đang ăn bùa đỏ ở trong bụi, ở trong bụi. Hello Enzo. Này thì bay thẳng mặt Enzo này. Enzo còn nửa cây máu. Enzo mất tốc biến rồi. Thôi thì câu được cái tốc biến của Enzo nha. Các bạn thử test tính năng đặc biệt làm lag cả bản đồ của Laurel xem. Các bạn vào các bạn test xong thì các bạn có thể quay trở lại với clip này. Sau đó các bạn nhớ để lại comment bên dưới giúp mình xem là có đúng hay không nha. Thật ra thì mình cũng đã thử nhiều rồi. Mình thử nhiều trận đấu mình đứng ấn biến về nhiều ấy. Sau đó là mình thấy đúng thật là tính năng đặc biệt là búp ngầm. Nhưng mà hơi bị buồn ở chỗ là các bạn đứng biến về nhiều kiểu gì các bạn cũng sẽ bị team địch chửi cho mình xem hoặc team mình chửi. Bởi vì là đồng đội có chơi được game đâu, team địch có chơi được game đâu, team địch chẳng đứng chửi. Kiểu như là lao đeo mày biến về nó vừa vừa thôi, ta bị lag lắm rồi. Đấy đấy, kiểu vậy đấy các bạn ạ. Trong cái biệt đội thứ nguyên vệ thần này cho phép mình xin bóc phốt nha. Bóc phốt ở đây là gì? Không hiểu tại sao gà rán ra mắt 5 bộ trang phục thứ nguyên vệ thần đẹp như thế này mà lại bỏ rơi con cưng Violet. Violet thứ nguyên vệ thần không có gia tốc, quá buồn. Trong khi đó Laurel có, Airi có, Necros có, Telnat có, thì riêng Violet lại không có gia tốc, là di chuyển từ tế đàn lên đấy các bạn. Ví dụ Laurel di chuyển từ tế đàn lên thì sẽ ngồi lên trên đầu của thứ nguyên vệ thần đó, còn Necros là đi trên xe tay ga. Rồi Airi thứ nguyên vệ thần thì sẽ có một cái con gọi là con đồ đệ, gọi chạy mang vác đồ chạy đằng sau lưng. Thế nên mình mới cảm thấy hơi bị buồn, tại vì sao Violet thứ nguyên vị thần lại kiểu như là trở thành con ghẻ đến thế trong biệt đội thứ nguyên vị thần, không có cái gia tốc. Ok, hiện tại là mình kiếm được mạng thứ 8 luôn, thơm phức, kết thúc trận đấu rồi nha. Đẹp chưa, đi chung với nhau nhìn rất đẹp. In địch của Nacros, Nacros ra thủ trụ đi, ra đấy, ra đấy. Ui giời ơi, quất luôn Nacros, rồi sao nó dọn lính nhanh thế nhỉ. Ui đẹp vãi trường các bạn ạ. Công nhận 5 bộ trang phục này đứng chung với nhau đẹp vãi. Đúng, hợp lý. Mình đang khen đẹp thì Enzo chơi ngay câu skin xấu quay cái gì. Buồn thật sự. Ok, bạn thấy xấu nhưng thôi, tôi thấy đẹp là được rồi. Các bạn khán giả thấy đẹp là được rồi. Clip của mình đến đây là kết thúc rồi nha. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá theo dõi clip của mình. Còn bây giờ thì bye bye người, bye bye.